em luôn sai kính chào toàn thể các bác các cô chú anh chị và các bạn à, trong cái video của em ngày hôm nay thì sẽ lên chia sẻ với các bác những cái tác phẩm hoa trà mi tứ quý rất là đẹp à, thì chia sẻ với các bác là cái cây hoa trà mi tứ quý thì nó là một cái dòng hoa trà my mà nó cho hoa quanh năm à, các bác sẽ được chơi những cái bông hoa trà vào mùa hè à, chơi được những bông hoa trà vào mùa thu mùa đông và mùa xuân à, thì bốn mùa nó đều có hoa ở thì nó là một cái dòng hoa trà mi duy nhất mà nó cho hoa bốn mùa trong một năm. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái cây hoa trà mi tư quý thì nó là một cái dòng hoa trà mi gần như là nó khỏe nhất, nó nó có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong cái thế giới hoa trà mi, đặc biệt là khả năng chịu nắng, chịu nóng khá là tốt. Ở rất phù hợp cho các bác những người các anh chị mà trong miền Nam, miền Trung họ muốn siêu tầm muốn chơi muốn thưởng thức một cái cây hoa trà mi họ thì có lẽ là cái cây hoa trà mi tứ quý thì sẽ là một cái cây mà lựa chọn đầu tay đó và là một cái cây hoa trà mi mà đầu tiên các bác sẽ phải cân nhắc và siêu tầm bởi vì là nó sẽ cho các anh chị là chơi hoa bốn mùa trong một năm hoa nó liên tục đó, cái nụ này nó nở bông này nở căng ra thì cái nụ này sắp đỏ đó, khi cái nụ này nở căng ra thì những cái nụ này nó lại sắp đỏ đó, mà những cái nụ này nó nở căng ra thì những cái nụ này nó lại lớn lên thì cái quá trình hoa nó liên tục như vậy thì các bác sẽ được chơi hoa liên tục liên tục trong một năm. Và đặc biệt thì những cái cây hoa trà mi tứ quý này đặc biệt vào mùa hè, những cái ngày mà nắng nắng mùa hè rất là oi ả, rất cường độ ánh sáng rất là cao đó và các bác sẽ thấy rằng là có những cái bông hoa trà mi một cái màu đỏ thắm này chứ, trên giữa là cái nhị vàng nó nở khoe sắc trên một cái cái nền tán lá rất là xanh rất là khỏe, khỏe mạnh như này, thật sự là cho một cảm giác rất là tuyệt vời luôn đó thì cái lô hoa trà mi tứ quý này của em thì thật sự chia sẻ với các bác là cũng rất lâu rồi mới có được một cái một cái số cây hoa trà mi tứ quý nó đẹp như thế này đó nó đẹp nó đẹp về cái bóng tàn các anh chị ạ cái bóng tàn của nó đa số là cốt đóng tại một điểm mà cái bóng tàn nó rất dày rất to rất sum đó cái thứ hai nữa là cái cốt thân nó đều nó khá là to đó cốt thân nó khá là to và cây rất khỏe các anh chị ạ đó đặc biệt là cây cực, cực khỏe luôn Có thì những cái cây nó khỏe như này thì về các bác trồng và chăm sóc nó rất là nhàn đó các bác về chỉ cần là trồng ra chậu thôi nó sống dễ ra thôi là cây nó sẽ phát triển rất mạnh luôn đó này các bác nhìn có những cái lọc này nó đang bùng cây rất là khỏe luôn có mà những cây này thì à, nó vẫn có nụ anh chị nhá đó, tất cả các cây thì nó đều có nụ cho các bác chơi cả đó ó thì đà, đây là một cái mặt bông ó này là cái mặt bông một cái bông mà nó 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 nở nó, nó chưa được căng lắm đâu nhưng nó đã đẹp như này rồi đó, các anh chị có thể hình dung ra là cái bông này nó đẹp có lẽ là nó cũng không kém gì so với bông trà thiền cả rất là đẹp luôn nhị bàng tập trung ở giữa xung quanh là một cái nền nhiều lớp cánh màu đỏ thắm đó, rất đẹp đó thì uh, uh, những cái cây hoa trà mi tứ quý rất là đẹp như này thì cũng là lên chia sẻ với bác đó, uh, hy vọng là các anh chị nào mà quan tâm yêu cây hoa trà mi họ uh, muốn sở hữu cho mình một cái cây hoa trà mi tứ quý để chơi hoa quanh năm đó, uh, hoặc các bác ở trong miền trung miền nam đó, uh, các bác muốn chơi một cái cây hoa trà mi đã đạt được cái độ đẹp về bông, về tán lá, về cái khả năng chịu nắng nóng, về cái sự gọi là phát triển mạnh mẽ đó thì các bác có thể là tham khảo và siêu tầm. Đó thì cái cây của em thì thông số cây nó sẽ cái cái chu vi gốc, đó hay gọi là hoành gốc thì nó sẽ dao à, động từ 8,5 cho đến 10,5 cm các bác nhé. đó tán ngang thì nó sẽ dao động từ 70 cho đến ngoài 80 cm. Chiều cao của cây thì nó sẽ dao động từ 80 cho đến 90 cho đến 1 mét đó nó sẽ tùy theo từng cây đó và đặc biệt là với những cái cây nó rất là to rất là sum rất là đẹp như thế này thì cái tầm giá hiện tại thực sự là rất là đẹp luôn ở cái tầm giá của những cái cây này thì à, em đang chia sẻ với các bác là giá sẽ dao động từ 400k cho đến 450k họ sẽ tùy theo từng cây các bác nhé ó cây tiền nhất là 400k và cây nhiều tiền nhất là 450k đó và cái giá đó là cái giá mà em đã bao cước ship để đến cho các bác rồi và có quà tặng kèm theo cho các bác đó là à, cái phân giải mặt đó là một cái cây uh, một cái cây uh, một cái cây uh, trà mì phấn sen hai năm rưỡi tuổi đó để cho các bác là là chăn nuôi sưu tầm đó đi các bác nào mà đó đây là cây ở đây là những cái cây trà mì phấn sen này. em tặng cho các bác này đó các bác nào lấy một cây trà tư quý thì em sẽ tặng kèm một cây trà phấn sen hoặc một cây trà tập bát oxy giống hai năm rưỡi cao 30 mươi Ủa, phân sen thì nó làm cái bông trà rất là đẹp đấy các bác có thể xem là cái bông của nó đây nhé. đó đây là bông trà phần sen này. cái cây này thì cũng rất đáng để cho các bác chăn nuôi, uh, nuôi chăm sóc. đó lẽ anh chị nào mà có cái nhu cầu muốn sưu tầm những cái cây hoa trà mì tứ quý rất là đẹp như này, đó thì có thể liên hệ cho em theo cái số điện thoại đó là 0901789915. đó và cũng là cái số zalo của em. đó thì khi các bác muốn mua cây thì các anh chị có thể là, là điện thoại trực tiếp cho em theo số 0901789915 hoặc các bác có thể là kết bạn Zalo với em mà em sẽ quay cây ở uh, rất là kỹ để cho các bác tham khảo ừ, thì các bác ưng thì đó em mới gửi cây. Đó ừ, thì uh, đó là cái nội dung của cái video của em hôm nay. Đó ừ, để cuối cùng mình xin được uh, kính chúc uh, toàn thể các bác uh, các cô chú các anh chị và các bạn uh, luôn luôn đam mê uh, luôn luôn uh, siêu tầm mà uh, chăm sóc cho mình uh, những cái cây hoa trà mi, uh, những cái cây cảnh uh, đẹp nhất đó uh, và ưng ý nhất. Đó uh, em uh, xin được trân trọng kính chào.